Sau 40 tuổi, bí mật làm điều này, sức khỏe sẽ được cải thiện, tuổi thọ gia tăng một cách đáng kể. Xin kính chào quý cô bác, anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô bác, anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDT3. Và thưa với lại các bác thì con người chúng ta từ xa xưa tới nay ai cũng mong muốn mình rằng được trường sinh bất lão và mong muốn sức khỏe được bền bỉ suốt, mà không mong muốn rằng sức khỏe của chúng ta bị thuyên giảm, đúng không ạ? Tuy nhiên cái chuyện mà người tuổi cao và sức yếu là cái điều mà không thể tránh khỏi. Nhưng thưa với các bác, nếu chúng ta biết những cái điều vô cùng tuyệt vời để gìn giữ sức khỏe này, và cũng như là chúng ta biết cái cách luyện tập, ăn uống ngủ nghỉ, thì kiểu gì sức khỏe của chúng ta cũng sẽ được cải thiện và cũng sẽ có thể duy trì và kéo dài tuổi thọ một cách tốt nhất, đúng không ạ? Vâng, và thưa với lại các bác thì trong video này tôi xin được chia thành hai phần để gửi đến với lại quý cô bác anh chị. Phần thứ nhất tôi sẽ chia sẻ thành các bác ba cái cách để giúp cho các bác gia tăng sức khỏe, cải thiện sức khỏe của mình và gia tăng cái tuổi thọ của mình một cách đáng kể. Và phần thứ hai đó là chúng ta chỉ cần nhìn cái bàn chân của chúng ta thôi là chúng ta có thể biết rằng cái tuổi thọ của chúng ta có tốt hay không. Vâng, và ngay bây giờ mời các bác chúng ta cùng theo dõi. Thưa quý cô bác anh chị, thì các cụ ta xưa nay vẫn có câu rằng tuổi tứ tuần, đúng không ạ? Ngoài tuổi tứ tuần đi thì bắt đầu là cái tuổi 40 trở đi ấy, thì bắt đầu sức khỏe của chúng ta thấy có những cái biểu hiện nhìn có thể cảm nhận rõ ngay. Thứ nhất là những cái người mà có những cái biểu hiện như là bắt đầu có những tình trạng mắt mờ đi này, tai ù này, hoặc là thường xuyên đau lưng này, sức khỏe suy giảm, là ở cái tuổi này bắt đầu thấy nó dần, nó xuất hiện dần rồi. Bởi vậy mà một trong những cái điều vô cùng quan trọng để giúp các bác có thể duy trì được sức khỏe, gia tăng tuổi thọ, đó là một trong những cách hít thở các bác ạ. Cái hít thở chúng ta nghĩ rằng chúng ta từ lúc sinh ra đến bây giờ luôn luôn ta hít thở, có khi nào ta không hít thở đâu, đúng không? Nhưng thưa với các bác, hít thở ấy, nếu chúng ta không biết cách ấy, thì chúng ta cũng không thể hít thở một cách nó giúp cho sức khỏe chúng ta nó được cải thiện tốt đâu. Và có một điều mà rất ít người biết, đó là khi mà chúng ta thở nông, thở bình thường như thế này này, thì không đẩy được hết cái lượng khí khí tồn dư ở trong cơ thể chúng ta ra ngoài. Thậm chí là có những người rất là già rồi nhưng mà cái lượng khí bị tồn dư từ cái tuổi trẻ rồi vẫn còn tồn đọng lại trong cơ thể. Vì mỗi một lần chúng ta thở thì chúng ta chỉ thở một lượng ngắn thôi và không đẩy hết khí ra ngoài. Bởi vậy mà tôi xin được hướng dẫn các bác cái cách thở để giúp cho các bác đẩy được hết cái lượng khí tồn dư trong cơ thể ra ngoài. Từ đó thì chúng ta đẩy được hết khí này ra ấy, thì nó sẽ không sinh ra những cái khí độc và sẽ giảm bớt cái tình trạng chúng ta bị mắc bệnh, nhiễm bệnh các bác nha. Vâng, đầu tiên ấy, là các bác hãy dành một ngày khoảng 20 phút để tập thở. Thế thì mỗi một buổi sáng và mỗi một buổi tối trước khi đi ngủ, các bác hãy hít thở như sau. Thứ nhất đó là hãy hít vào, ngồi thật sự thoải mái trên giường hoặc là trên bàn ghế. Các bác hãy hít vào thật căng cái bụng mình ra. Các bác nhớ nha, hít vào là căng phình bụng, và sau đó thì lại ép hết bụng vào để đẩy hết toàn bộ khí ra ngoài, từ từ đẩy hết khí ra ngoài và ép sát bụng vào trong bụng của chúng ta, ép sát vào. Và các bác cứ làm đi làm lại thường xuyên cái động tác này cho tới khi nào mà các bác cảm thấy rằng là cái môi của bác ấy, nó có cái biểu hiện như là hơi tê tê, thì lúc này chúng ta có thể dừng các bác nha. Và thưa với các bác thì nếu như mỗi một ngày chúng ta dành ra 20 phút để làm cái việc này á, thì tôi tin chắc rằng chỉ trong một thời gian ngắn thôi là các bác sẽ thấy cái sức khỏe của mình được cải thiện một cách rõ rệt. Và mẹo thứ hai tôi xin được chia sẻ đến các bác giúp cho cái quả thận của bác khỏe mạnh này, giúp cho sức khỏe được cải thiện này, đó là các bác hãy nằm ở trên giường và nâng cái mông của mình lên, nằm ngửa các bác nha, nằm ngửa và co chân trở lại, các bác nằm và co chân trở lại, sau đó thì hãy đẩy nhấc hẳn cái phần mông lên tập xuống như này. Mỗi một ngày các bác sẽ dành ra khoảng 30 phút để tập luyện những cái động tác như thế này, sẽ giúp cho cái phần eo lưng của các bác được hoạt động này. Và các bác có thể biết rằng nếu như quả thận của chúng ta khỏe mạnh á, thì cái sức khỏe của chúng ta sẽ cải thiện một cách rất là đáng kể đấy các bác nha. Và thưa với các bác, cái mẹo thứ ba để giúp cho các bác có được sức khỏe tốt ấy, đó là cái cách hãy nắm bàn tay thật chặt. Thường xuyên nắm bàn tay thật chặt ấy, sẽ giúp cho não bộ của các bác được hoạt động, và đặc biệt là giúp cho chúng ta có thể ghi nhớ một cách nó hiệu quả hơn, cũng như là đây cũng chính là cái cách để giúp cho cái tình trạng mà bị mất trí nhớ này hay là lãng quên của các bác ấy, nó sẽ được thuyên giảm
các bác nha. Vâng, và tiếp theo xin mời các bác đến với cái lại phần 2 của video này. Thưa với quý cô bác anh chị, thì từ xa xưa các cụ ta đã biết nhìn vào trên chính những cái biểu hiện trên cơ thể của chúng ta để có thể nắm bắt được cái sức khỏe của chúng ta. Bởi vậy mà trong video này tôi sẽ chia sẻ đến các bác cái cách để các bác có thể nhìn cái đôi bàn chân của các bác ấy, có thể biết rằng là cái tuổi thọ của bác có ảnh hưởng gì không. Thứ nhất là nếu các bác thấy cái bàn chân của chúng ta thường hay bị chuột rút và co rúm lại thì chứng tỏ rằng cái sức khỏe của người này không được tốt này, có thể là thiếu canxi này và thiếu những cái dưỡng chất khác. Bởi vậy mà các bác hãy thường xuyên bổ sung thêm những cái lượng canxi hay là những cái lượng dưỡng chất để cho cái sức khỏe của chúng ta được cải thiện các bác nhé. Thứ hai là thưa với các bác, đó là thường xuyên cái lòng bàn chân của các bác thường hay bị đau. Nếu như chúng ta bị va chạm từ đâu đó thì không nói, nhưng nếu như các bác gần đây thấy rằng cái lòng bàn chân của các bác thường hay bị đau này, hay là đặc biệt là ngón chân bị đau này, thì các bác cũng cần phải lưu ý. Đây có thể báo hiệu rằng là các bác đang có cái nguy cơ mắc phải những căn bệnh như tiểu đường hay là bệnh gút các bác nhé. Thứ ba thưa với lại các bác, đó là nếu như các bác thấy rằng cái ngón chân cái của các bác ấy, nó bị to lên bất thường, và có những cái biểu hiện như là kèm theo là bị đau đấy, thì các bác lưu ý, đây cũng có thể báo hiệu cho các bác thấy có cái nguyên nhân dẫn đến, có thể là do từ chúng ta đang có nguy cơ bị mắc phải bệnh gút các bác nhé. Thứ tư là thưa với quý cô bác anh chị, đó là cái bàn chân của chúng ta, cái móng chân của chúng ta mà nó có những cái biểu hiện như là bị đổi màu, không có được cái màu hồng hào và lại còn có nhiều mùi hôi, thì thưa với quý cô bác anh chị, đây có thể báo hiệu cho thấy rằng những người này là ít cái khâu vệ sinh cái bàn chân, khiến cho cái việc là dễ bị nhiễm khuẩn. Và đặc biệt nếu như cái móng chân của chúng ta nó gồ ghề mà nó không được hồng hào ấy, thì cũng có thể báo hiệu là cái sức khỏe của các bác, cái khí huyết lưu thông không được tốt. Nên là quý cô bác anh chị nào mà có những cái biểu hiện này, các bác hãy lưu ý nha. Vâng, và thưa với quý cô bác anh chị, thì trên đây là những cái thông tin về sức khỏe. Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được cho quý cô bác anh chị. Và nếu các bác cảm thấy video có hữu ích thì đừng quên hãy chia sẻ nó cho nhiều người được biết. Và nhớ là hãy giữ một nút đăng ký và nút chuông, vì tôi còn quay trở lại với các bác với rất là nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.